Mg xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của nhà văn Khải Đơn. Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Sản. Mỗi cuộc chiến phải nhiều lần chảy máu. Tôi đã tìm ra Hani từ fanpage K-Flower và nhiều trang khác có khán giả thuộc nhóm tuổi trẻ hơn tôi rất nhiều. Nhóm tuổi ấy không sinh ra trong chiến tranh, không nếm mùi khốn khó của cuộc chiến ấy. Ký ức của họ là sự tưởng tượng vài phút sau khi tìm ra bài của K Flower, một bài viết tóm gọn hơn cùng nội dung có chủ đề thần tượng thì có nhiều nhưng tổ quốc chỉ có một được đăng đồng loạt trên hàng chục fanpage khác mỗi trang như vậy đó có khoảng từ 300 đến 500 ngàn người theo dõi nhờ vài chục seeding, nội dung comment gợi ý để đẩy đối thoại từ bài viết đi xa hơn sau nửa ngày Hani đã bị bóc phốt là có gia đình theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa hay nôm na là bạc que Chào mừng bạn đến với mô hình nung nấu thù hận và chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Những chủ của fanpage này thường là vài công ty truyền thông. Họ có một số người sản xuất bài. Khi cần tấn công một ai đó, họ chỉ cần viết một phiên bản, đổi vài cái tít tựa đăng đồng loạt vào giờ vàng ở các fanpage ăn khách mà họ đã nuôi dưỡng từ vài năm trước. Nội dung bài viết chỉ chừng 3-4 luận điệu, luận điểm lặp đi lặp lại chỉ cần sửa một số dòng khiêu khích cảm xúc căm giận và kinh bỉ của công chúng đọc hãy mở k flower ra xem fanpage có hàng ngày thu thập thêm người hâm mộ bằng cách đăng lại hình ảnh xinh đẹp và dễ thương của các ngôi sao hàng hãy mở page trong căn phòng có 100 idols mà xem vài ngày trước họ đang bàn bạc về quần áo của một nghệ sĩ khác nhưng mà khi cần chăm bón cho thù hận thì tất cả họ sẽ vào cuộc cùng một lúc. Và khi hàng chục fanpage cùng nói một lúc, bạn có đủ dũng khí để cảm thấy khác đi về một chủ đề như vậy hay không? Bạn có nghi ngờ chính mình khi hàng chục ngàn anti-fan bắt đầu phỉ nhổ và lôi tên họ hàng cha mẹ ông bà của cô gái trẻ đó lên để mà chứng minh là cô gái ấy đã từng tiếp xúc với cờ Việt Nam Cộng Hòa hay không? Vậy là bạn đã được lùa gà thành công. Bạn thấy lòng yêu nước là chính nghĩa, văn hóa nghệ thuật là một mặt trận Thình lình, bạn thấy mình thật là vinh dự trở thành chiến sĩ trên mặt trận ấy, cùng nhau phỉ nhổ vào một người trẻ giống như bạn. Không sinh ra trong chiến tranh, không hiểu ai đã đau khổ vì nó, nhưng lại rất nhiệt tình căm thù một người mà mình chưa quen. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan này không có chân dung thật, chúng là hạt giống nhân tạo của một nhóm người đang sở hữu công chúng truyền thống sự căm ghét đó được tạo dựng trên sân khấu của mạng xã hội nơi đám đông người trẻ vẫn đang học về lịch sử thật mơ hồ mò mẫm trong cái cách kể chuyện về chiến tranh hay đúng hơn họ không biết đến sự tồn tại của cuộc chiến đó ngoài trang vở lịch sử tuyên truyền hay đúng hơn họ chỉ mới biết căm ghét Hani ngày hôm qua nhờ vài tay viết social đi google và tổng hợp thông tin về ông bà cha mẹ của cô bé Công chúng đó không cố ý căm thù Hani, họ được dạy để làm điều đó nhờ các fanpage như vậy. Lịch sử tuyên truyền trong chương trình phổ thông và tuyên truyền trên báo chí chính là đống củi cần thiết để những fanpage như trên khi cần châm lửa thù hận đã có đủ tất cả những chất liệu mà chúng cần. Sự cực đoan sinh ra từ góc nhìn hạn hẹp và ích kỷ của câu chuyện tuyên truyền. Trong góc nhìn đó, ta thắng, địch thua, ta chỉ súng bắn chết 10 tên địch. Không ai có gương mặt con người, không có câu chuyện của những con người bình thường dưới bánh xe lịch sử. Đi xa thêm 40-50 năm, kiểu kể chuyện lịch sử tối giản này dễ khiến người đọc chọn phe. Bởi chọn làm chính nghĩa thì dễ hơn là thấu hiểu con người. Chọn làm bên thắng cuộc giảm đạp sự khác biệt thì dễ hơn hiểu vì sao người Việt phải lên đinh đến Úc lưu vong. Chọn làm kẻ dương lá cờ sát phạt trên mạng thì vui hơn là nghe một bạn trẻ cùng tuổi hát gì trong tác phẩm của cô ấy. Chọn thù ghét thì dễ hơn là chọn cố gắng hiểu thế giới của cái giếng mà mình trú ẩn bên dưới. Tôi gọi đó là yêu nước bằng máu của người khác. Đó là ảo tưởng về tình yêu tổ quốc của một cộng đồng được xây dựng bằng cách cùng nhau thù ghét một đối tượng yếu thế không thể đáp trả họ, không thể nói lại, cũng không được phép phân bua. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan mang áo tình yêu tổ quốc đây gọi là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, mặc áo tình yêu tổ quốc được xây dựng trên nền tảng của sự chấp nhoáng kịch tính của thuật toán các mạng xã hội cộng với sự thiếu hiểu biết về một cuộc chiến lịch sử mà mỗi gia đình Việt Nam trải qua bằng những nỗi đau khác nhau. Tôi nhấn mạnh về nỗi đau khác nhau, bởi vì rất nhiều những người viết lớn tuổi đã dùng lý luận gia đình tôi ba mẹ từng chiến đấu ở Trường Sơn và lấy nỗi đau đó làm cái cớ hợp lý để bôi trét và phỉ nhổ một cô gái sinh ra ở Úc cách Việt Nam gần 7 giờ bay, sinh ra dưới một bầu trời khác rất lâu sau khi cuộc chiến kết thúc. Sự thù ghét đó có lý do thật hợp lý vì gia đình tôi đau đớn trong chiến tranh nên tôi sẽ làm cô dơ bẩn hèn hạ để vui lòng. Tôi không rõ ba mẹ của tác giả bài viết trên có vui lòng không khi biết ông đang lớn tiếng ông nói đang lớn tiếng bắt nạt một đứa bé ở trên mạng. Nhưng điều người đọc khác cũng có cha mẹ từng chiến đấu ở Campuchia ở Quảng Trị hay ở Tây Ninh, bỗng nhiên cảm thấy có lý và đồng cảm để cùng ghét một nhân vật không liên quan đến cuộc đời họ. Còn với nhóm người trẻ hơn, không có cha mẹ nào trong cuộc chiến, sự thù ghét của họ đến từ những cụm từ tổ quốc, xuyên tạc lịch sử, hành động xâm lược, thảm sát của lính Úc, lừa dối người hâm mộ. Những từ khóa cổ vũ hừng hực mỗi đứa trẻ đều học ở trong trường từ 6 tuổi đến 18 tuổi có tác dụng như những cụm từ khơi gợi cảm giác khiến họ thuộc về một đất nước, một khối, một nhóm người khiến họ có danh tính và sự tồn tại và khiến họ cảm thấy được mạnh mẽ. Tifosi biết điều đó và cái fanpage đó dùng chính xác các cái từ khóa đó để nhóm lên ngọn lửa thù địch những fanpage như K Flowers ngày thường này chỉ tập trung đăng tải nhiều hình ảnh về vẻ đẹp của thần tượng Hàn Quốc, sự thành công của các ngôi sao, tình yêu, trang phục, cách diễn, chuyện hậu trường của những cậu trai Hàn Quốc đẹp trai. Nội dung của mỗi post chỉ từ vài chục chữ đến 150 chữ. Nhưng mà trong cái vụ Honey, những fanpage này bỏ công viết bài dài hơn 1.000 chữ, đi thu thập hết ông bà cha mẹ họ hàng tuổi thơ của cô bé để tấn công họ thật bỏ công để xây dựng nền móng cho lòng thù địch nhắm vào cá nhân cô gái và nhắm vào cộng đồng người việt ở úc mà có lẽ rất nhiều admin trong số các fanpage đó chưa bao giờ đặt chân đến quốc gia này nhà văn nguyễn thanh việt viết trong tác phẩm Nothing Ever dies một cuộc chiến tranh đều diễn ra hai lần lần đầu tiên trên chiến trường và lần thứ hai là trong ký ức khi Hani bị tố trên cộng đồng người hâm mộ nhạc hàng tại Việt Nam, cô trở thành vật tế thần trong cuộc chiến thứ hai của ký ức, nơi mặt trận vẫn chưa rõ màu gì. Cả phe hải ngoại lẫn phe ở Việt Nam đều đang dùng YouTube và Facebook làm chiến trường, lôi kéo con trẻ vào cuộc thù địch của họ. Những người trẻ sống ở Việt Nam có rất nhiều tuyên truyền về chiến tranh, nhưng có rất ít ký ức về sự đau thương đó sự đau thương mà họ biết là những bài giảng học thuộc lòng trong sách lịch sử những bài viết lên đồng kể chuyện chi tiết cách giết chết quân thù ra sao trên truyền hình báo chí mỗi ngày khi ngày kỷ niệm đến sự đau thương mà họ biết không có đến từ thịt da và mất mát của những con người thật thật vậy sự cuồng nhiệt tấn công một người trẻ cùng tuổi được tạo sinh từ cảm giác thù ghét trọn vẹn của những đứa trẻ mang ký ức bơm thổi từ bàn tay chạy chiến dịch mạng xã hội của những công ty truyền thông sau những trang fanpage đó. Mỗi năm đến ngày 30 tháng 4, tôi sẽ được nghe những người lớn tuổi viết về nỗ lực hòa giải hoặc kêu gọi hãy về bên nhau. Ai về bên ai? Hòa giải giữa ai với ai? với một bác bộ đội xã hội chủ nghĩa thì sự hòa giải là giữa bác và một người lính việt nam cộng hòa từ thuở hai bên chĩa súng vào nhau ở hai chiến tuyến với một ông tướng việt nam cộng hòa thì sự hòa giải có lẽ là với một ông tướng khác ở miền bắc trên chiến trận mà họ cùng mất đi bao đồng đội với những bà mẹ mất con trên chiến trường miền bắc họ sẽ hòa giải với ai với những gia đình thuyền nhân bị chết người thân trên biển ngưng ai hòa giải cái gì khi họ chứng kiến người thân bị cướp biển cưỡng hiếp. Với những người Mỹ, họ đang bận làm phim với những hình ảnh người Việt chạy lăng quăng ở hậu cảnh, nói những câu tiếng Việt vô nghĩa làm nền cho chủ nghĩa anh hùng đam mê chiến tranh của họ. Còn bạn, trẻ măng và không nhuốm máu, hãy đặt câu hỏi về hòa giải cho chính mình. Bạn sẽ hòa giải với ai? Bạn sẽ thu ghét ai? Câu trả lời thuộc về bạn, nhưng đừng làm cừu ngồi trên mạng ăn cỏ của truyền thông thù địch đừng có dùng máu của thế hệ trước bôi lên mặt nhau và tưởng thế là anh hùng. Bởi cừu thì không có làm anh hùng được. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, người thuộc thế hệ sinh ra nhiều năm sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc chính thức năm 1975. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.